Xin chào các bạn nha. Ngày hôm nay mình cũng làm một video. Video ngày hôm nay mình xin góp ý cho các bạn về bên cái bí đao nó bị xì mũ trái, nguyên nhân và cách khắc phục. Sau đây mình cũng xin góp ý cho các bạn như sau. Đặc biệt là bạn Liên Đỗ gì nè, có hỏi mình bên cái bí đao nó bị xì mũ trái, nguyên nhân và cái góp ý về bên cái lỗ thuốc để cho bạn khắc phục như sau. Nghe bạn Liên Đỗ, bạn Đỗ Liên hay bạn Liên Đỗ gì đó, mình nói chung mình cũng không có biết rõ tên, nhưng mình chỉ nói đại khái như thế thôi. Đối với cái bí đao mà cái trái của nó bị xì mũ, bạn hãy kiểm tra lại xem trên cái bí đao của chúng ta, trên những cái đọt non, trên những cái nụ hoa và thậm chí là phía dưới những cái mặt lá của nó có xuất hiện những cái con rầy hay không, những cái con rầy màu xanh hay không nha các bạn. Đấy, chúng ta hãy kiểm tra xem nó có rầy hay không trước, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, chúng ta hãy kiểm tra xem cái vết xì mũ của cái trái bí đao của chúng ta, nó cái vết xì mũ đó nó lớn hay là nó nhỏ. Ví dụ như cái vết xì mũ mà nó li ti, nó nhỏ và nó đều khắp cả trái nghe các bạn, nó đều khắp cả trái, có nghĩa là trên một trái cái vết xì mũ nó rất là nhiều, thì chắc chắn đó chính là do cái con rầy nghe các bạn. Cái vết xì mũ nó nhỏ, nó ít mà nó nhiều trên trái, có những trên trái có những cái vết thâm đen rất là nhiều, cái đó là do cái con rầy. Còn trên cái trái của chúng ta có cái vết xì mũ, cái mũ nó xì ra nó nhiều và cái vết xì mũ nó lớn, thì đó là do cái con ruồi chích trái. Đấy, cái con ruồi vàng chích trái, đấy chỉ có hai nguyên nhân trên thôi. Và bạn hãy kiểm tra xem, thứ nhất chúng ta sử dụng cái biện pháp loại trừ, xem trên cái dây bầu, cái dây bí của mình chứ, xem ở trên cái dây bí đao của mình á, nó có những cái con rầy hay không nghe các bạn. Đấy, bạn Liên Đỗ, bạn hãy kiểm tra xem cái trên cái dây bí đao của bạn có những con rầy xanh hay không. Nếu thực sự có những con rầy xanh đó thì nguyên nhân chủ yếu là do cái con rầy xanh đó. Và nếu như có những, ngoài những cái vết thâm kim và xì mũ trên cái trái nó rất là nhiều và nó có cả những cái vết rất là lớn và những cái vết xì mũ nó ra rất là lớn, thì cái đó chính là do con ruồi chích trái. Và sau đây mình xin góp ý một cái loại thuốc mà để cho bạn phun xịt nó, vừa phun xịt diệt trừ được cái con rầy và đồng thời diệt luôn được cả cái con ruồi chích trái. Và cái loại thuốc đó chúng ta tốt nhất là nên phun xịt nó vào cái buổi chiều hoặc là tối nha các bạn. Chiều tối trời đã tắt hẳn nắng đi rồi chúng ta hãy phun xịt. Còn đối với xịt cái con ruồi chích trái là bắt buộc chúng ta sẽ phun xịt nó vào cái ban đêm, khoảng là 6 giờ rưỡi tối đến 7 giờ tối, đến 8 giờ tối. Lúc đó chúng ta phun xịt cái thuốc nó sẽ có hiệu quả cao hơn, vì cái giờ đó chúng ta xịt rất là dễ, cái thuốc của chúng ta nó rất là dễ trúng cái con ruồi vàng chích trái và nó rất là dễ chết. Còn chúng ta xịt vào cái ban ngày á, lúc mà trời buổi chiều và trời còn nắng như thế, chúng ta phun xịt thì nó rất là khó trúng cái con ruồi chích trái được, vì con ruồi khi mà chúng ta xịt đến là nó sẽ bay đi, nó sẽ bay đi. Cái thuốc sẽ không có trúng được cái con ruồi chích trái, cho nên con ruồi chích trái nó sẽ không hề chết. Cho nên mình góp ý cho bạn như thế. Có nghĩa là đối với rầy xanh, nếu như thực sự nó chỉ bị rầy xanh thôi, thì chúng ta có thể phun xịt nó vào cái buổi chiều mát, khoảng là 5 đến 6 giờ chiều là chúng ta có thể phun xịt được cho nó. Còn đối với mà phun xịt cho con ruồi chích trái á, thì chúng ta nên phun xịt nó hẳn vào cái đêm tối, khoảng là 6 giờ rưỡi 7 giờ tối, thậm chí là 8 giờ tối, có thể là 6 giờ rưỡi tối đến 7 giờ tối là chúng ta có thể tiến hành phun xịt cho nó được rồi, để phun trừ cái con ruồi chích trái. Và sau đây mình xin góp ý cho các bạn cái loại thuốc như sau. Như các bạn đang thấy đây nè, đấy, cái chai thuốc mà các bạn vừa thấy á, đây chính là Mốt Bi Lan, nó trị bên rầy. Cái chai này nó cũng rẻ tiền thôi, nó không có mắc, nó khoảng là 30 mấy ngàn một chai. Và cái liều lượng sử dụng cho nó, cho cái bình 20 lít như sau, là khoảng là 30cc cho cái bình 20 lít nha các bạn, khoảng là 30cc đến 30 đến 40cc cho cái bình là 20 lít. Còn nếu như chúng ta phối xịt cộng chung nó với một cái loại thuốc khác á, thì chúng ta xịt nó khoảng là 30cc và cộng chung khoảng là 20cc cái loại thuốc khác nữa, để chúng ta cộng vào để chúng ta phun xịt cho cái bình 20 lít. Và riêng đối với cái video lần này mình góp ý cho bạn Liên Đỗ nè,
thì nếu mà chỉ bị rầy thôi và không có những cái con ruồi chích trái á, thì bạn hãy sử dụng cái thằng mốt vi lăng này để phun xịt cho nó với cái liều là khoảng là 35cc cho cái bình 20 lít là chúng ta phun xịt là cái con rầy xanh đó nó sẽ chết nha bạn. Còn nếu như nó có cả cái con ruồi vàng chích trái, mình xin góp ý cho bạn như sau, đó chính là chúng ta sẽ xịt thuốc vào cái đêm tối là khoảng 6 giờ rưỡi tối đến 7 giờ tối thì chúng ta sẽ tiến hành phun xịt cho nó, và cái thuốc sử dụng để xịt cái con ruồi vàng chích trái vẫn là mốt bi lăng, nhưng chúng ta sẽ cộng thêm với cái thằng bi răng của tập đoàn Lộc Trời. Bi răng thì nó khoảng là 30-40 ngàn một chai, và cái liều lượng phun xịt của nó như sau, là khoảng là 20cc cho cái bình 20 lít, và chúng ta sẽ xịt kết hợp với cái thằng mốt bi lăng này với cái liều như sau, là khoảng 20cc đến 25cc mốt bi lăng chúng ta cộng chung với 20cc thằng bi răng để phun xịt, đồng thời vừa trị rầy xanh đồng thời trị luôn cả cái con ruồi vàng chích trái, và chúng ta xịt vào đêm tối nha các bạn, thì cái con ruồi vàng chích trái nó sẽ rất là dễ chết và kể cả rầy nó cũng sẽ chết. Và đó là cái video mình góp ý cho bạn Liên Đỗ lần này cũng như tất cả các bạn lần này bên cái bí đao bị xì mũ trái nha các bạn. Xì mũ trái hai nguyên nhân, thứ nhất do rầy, vết xì mũ nhỏ trên trái có những cái vết thâm kim rất là nhiều và xì mũ rất là nhiều trên một trái, đấy là do rầy. Còn trên một trái nó chỉ có một vết xì mũ, hai vết xì mũ, nhưng vết xì mũ nó lại lớn to, đó chính là do con ruồi vàng chích trái. Hãy xác định lại xem mình đang bị cái rầy bên rầy hay là mình đang bị bên cái là cái con ruồi vàng chích trái. Các bạn hãy kiểm tra lại xem nó đang bị ở cái triệu chứng nào, do con nào gây hại, để các bạn có thể phun xịt. Đối với bên rầy chúng ta chỉ việc sử dụng mốt bi lăng thôi. Còn đối với nếu như mà chúng ta muốn kết hợp thêm bi răng nữa, chúng ta để trị luôn cả cái con ruồi vàng chích trái, thì chúng ta xịt nó vào cái đêm tối khoảng 6 giờ rưỡi đến 7 giờ tối. Mình xin kết thúc video tại đây luôn. Chào tất cả các bạn nha.